Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Văn Năng, 46 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, vì không chấp hành đo nồng độ cồn, lùi xe là một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 vừa qua, Năng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 38A 45020 đi trên quốc lộ 8C khi đến thị trấn Thiên Cầm thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Cẩm Xuyên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra đo nồng độ cồn. Do đã sử dụng rượu, năng giảm tốc độ và lùi xe với ý định quay đầu trốn đo nồng độ cồn. Trong lúc lùi xe, năng đã để bánh xe ô tô chèn lên chân trung tá Nguyễn Nhật Khánh, công an huyện Cẩm Xuyên, làm trung tá Khánh bị thương. Sau đó, năng tăng ga, điều khiển xe chạy thẳng qua chốt kiểm tra về nhà. Khi về đến nhà, năng bị lực lượng công an bắt giữ. Kiểm tra nồng độ cồn của Trần Văn Năng là 0,455 mg trên một lít khí thở. Trần Văn Năng đã bị công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.